Khi mà quý anh chị và các bạn mới tập chơi mà nó có đau tay quá đối với đàn dây sắt thì chúng ta có thể dùng cabo kẹp lên ngăn một và luyện ngón mỗi tối chút xíu để từ từ nó không còn đau nữa đâu, và chúng ta có thể chạy ngón cua bò nè, chạy hết 6 giây cho cái tay mình nó quen. Và khi mà chúng ta tập một cái điệu nào đó thì chúng ta phải có cái bài để chúng ta áp dụng luôn, dùng cái bài đó để luyện tập mỗi ngày. Và khi chúng ta ra chơi với bạn bè của mình, lấy cái bài đó ra làm bài tủ luôn để chúng ta tập quạt chẳng hạn. Những hợp âm bấm cơ bản quen thuộc, quen thuộc rồi, những thế tay ha, bên tay trái rồi chúng ta sẽ lấy điệu disco xuống 6 giây, nên đá nhẹ 3 giây nè, chập vô, dừng âm thanh lại, rồi dùng ngón này đá lên, nhịp chân nè, 1, 2, đó, cứ vậy chúng ta tập nha. Và sau đó chúng ta có thể tập từng đoạn nhỏ thôi để cho nó quen trước. Cùng mắt vọng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm, đường đã chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông như Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy, mà ngăn gạo muối bay rừng già cho dài mà thấy áo thịt sâu rồi em có lấy mang không, còn em thương bên tay anh mùa đông nước khe càng bướm bay lên đá biết lòng anh say miền đất lạ là chắc em lo đường trắng. Thích bài nào thì chúng ta tập bài đó, và cũng như là lấy cái bài đó làm cái bài tủ cho riêng mình luôn. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh Tạ 5 phút mỗi ngày một chút. Nhiều lần ngầm nghĩ muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu, sợ rằng đường về không còn xa, đi bên em anh đưa lối về. Nhiều lần chậm nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu lo, nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyên nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Chỉ cần là quý anh chị các bạn siêng năng mà chúng ta luyện ngón đi, chúng ta tập vào những cái hợp âm của bài hát mình yêu thích. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về. Và đây là dòng đàn full gỗ A19 acoustic mà anh em rất là ưa thích luôn, để đánh những cái bài hát bolero hay chúng ta có thể tiệc tùng chơi với bạn bè của mình. Đàn có ti chỉnh công cần, kiểu dáng đi phù hợp với mọi người, âm rất là vang và hay, được trang bị bộ khóa đúc cũng như là dây chính hãng Alice. Tất cả đi bằng gỗ, âm thanh rất là hay, độ bền rất là cao, và đi kèm với nó bao da, giáo trình cabo, dây dự phòng, giao tận nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị các bạn có thể đặt ngay tại Zalo ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Em sang ngang rồi trốn kỷ niệm màu dị vàng, hôn lên tóc mềm lè sầu thắm bước đôi mi, xin em một lời cho ưng nguyện tình yêu. Thương yêu không tròn thôi, giá từ đi em ơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận thêm những ưu đãi hấp dẫn nè. Xuống 6 giây, lên đá nhẹ, chập vô, lên có 2 nhịp chân. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sông bờ xa, ní non sao tiếng nhạc kêu chiều, vừa mai xuôi phương ngắm phiêu bạc như huy chiều. Dẫu trải qua thăng trầm dòng phố, qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời bài tình ca đất phương nào. Quý anh chị và các bạn đã tập lâu rồi thì có thể biến tấu chút xíu cho nó hay. Còn đối với anh chị và các bạn mới tập thì chúng ta cứ tập chậm chậm và nhịp chân, đừng có vội vàng gì hết, phải kiên trì mỗi ngày cùng với chương trình Guitar 5 phút.
Nè, chúng ta chuyển những âm. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, dẫu bụi đường trên vai. Sau đó chúng ta chuyển theo những hợp âm để cho nó quen những hợp âm cơ bản. Ví dụ, qua mùa rừng hoang, gió núi theo sang. Để chuyển hợp âm tay trái quen rồi, chúng ta mới ráp công thức vào. Bấm đăng ký theo dõi kênh, bấm chia sẻ về cùng tập đàn với guitar 5 phút hiệu quả mỗi ngày. Trống rất là đẹp luôn nha quý anh chị các bạn. Vành bằng inox, cầm rất là chắc tay, rất là nặng và chắc tay luôn. Tiếng rất là thanh và vang. Sau khi kiểm tra đầy đủ xong hết rồi thì Khánh sẽ lót trên một lớp để bảo vệ mặt trống nè. Lót trước lên một lớp rồi nha, rồi bỏ bên Khánh sẽ bỏ luôn cái khóa này lên đây luôn đó. Sau đó thì mình cho vào hộp, lót rất là kỹ luôn. Đây là quyển giáo trình guitar mới nhất, có vài bài bolero bỏ tặng kèm cho khách luôn, bỏ vô luôn nè. Sau đó mình lại lót thêm một cái lớp nữa đó, quấn lại cho nó êm mặt trống mình luôn nha. Một lớp kèm một lớp. Hai lớp luôn cho cái mặt trống mình nó cực kỳ êm luôn. Bên Khánh sẽ nhân viên đóng gói, sẽ đóng gói rất là kỹ nha. Đóng gói rất là kỹ, kiểm tra và đóng gói rất là kỹ cho quý anh em. Y chang như vậy, gửi đến tay quý khách hàng luôn. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Với 399.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc, nên quý anh chị các bạn có thể đăng tay đặt hàng. Quạt là xuống 6 giây nha. Mạnh lên nhẹ. Chập vô. Dừng âm thanh lại. Đã lên. Xuống lên. Lên có 2 nhịp, 1 nhịp, 2 nhịp. Đó, lên dở chân lên, nhịp chân xuống. Chú voi con ở bản đồ, chưa có ngà nên còn trẻ con. Từ rừng ra chú đến với người, rất ham ăn. Thấy chữ hợp âm quen không ạ? Chữ hợp âm này. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini. Đây chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 thì đối với điệu bolero rumba kẹp ở đây, hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chạm lại nha. 1 2 3 4. Mai đi trường ơi, em tôi còn không được, hãy đã ra đi từ đâu nào. Mấy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn, và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có khi mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với máy gói nhịp này, chỉ với 169.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc, để Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và rất nhiều. Anh em mới tập chơi á, hãy ráng tập cái điệu disco xuống lên chậm lên, rất là sôi động và nó giúp chúng ta đàn tiệc tùng cho bạn bè mình hát rất là thú vị. Mẹ Việt Nam mắt người sang qua, áp dụng cái điệu disco vào bài hát mình tên là Chỉ Riêng Mình Ta, giọng La Thứ. Tập mới tập thì chuyển đến học âm nó chưa nhanh, nên là bỏ luôn học âm pha chuẩn ở cái bài này. Xuống nè, lên, chậm, lên, cứ đều đều về nhịp nè. Mỗi sáng thức sát bóng hãy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua, ngày vui lại
mãi lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa, ôi chỉ thấy trái đất ôi sao buồn kém. Chút phố bóng thấy mong thoáng dáng ai vượt qua. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phốt pho nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phốt pho để giúp chúng ta êm tay bấm lên lướt hơn. Nè, lớp phốt pho này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta xài dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn, thực sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này, ok, và mua hai bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và hai cái bích đó, rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè, rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền, đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi. Em mới tập chơi chú ý, đầu tiên là chúng ta phải chỉnh dây đàn lại cho chuẩn cái đã, hay là chúng ta thay dây mới. Thì ráp dây vô xong rồi chúng ta cũng phải chỉnh dây đúng không ạ? Bằng cái app này miễn phí nè, Guitar Tuna. Đó, xong chúng ta cứ lên dây từ từ, dây 6 đó, điều chỉnh cái khóa nè, chỉnh mi nào ở giữa là đúng. Tương tự các dây còn lại, trước khi chúng ta chơi hay là chúng ta thay dây đàn vô gì, chúng ta cứ chỉnh nhẹ nhẹ, đừng có sợ, đừng có lo gì hết. Đó, nó đều được hết. Rồi sau khi chỉnh 6 dây, chỉnh rất là nhanh luôn, tập đi nó quen à. Thay dây mới cũng vậy, cứ thoải mái mà chỉnh dây lại. Thêm nữa là anh em mới tập chơi á, thì chúng ta tập móc cái tay nè, móc cái tay phải nè, 6 5 4 là ngón cái, 3 2 1 là bằng này, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Đó thì tập móc tay nó dễ hơn là so với tập bích. Nếu đau tay quá thì anh em cứ dùng cabo kẹp lên ngang một, nó sẽ bớt đau rất nhiều. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập.